phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên là những phương án được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, Sibang mã chứng khoán SSB để thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2022. Sibang vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 4.866,6 tỷ đồng tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính, năm 2021, GBank đạt lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.268,5 tỷ đồng, tăng 89% so với năm 2020 và hoàn thành 135% kế hoạch 2021. Tổng tài sản đạt hơn 211.663 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2020. Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân, ROA và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân ROE lần lượt là 1,33% và 16,12%, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,65%. Trong năm 2021, Sibank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 12.087 tỷ đồng lên gần 14.785 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2022, Sibanh đã thực hiện chào bán thành công 181.311.631 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nâng mức vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng. Theo tài liệu đại hội cổ đông của Sibanh năm 2022, nhà băng này đặt mục tiêu tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 10%, huy động dự kiến tăng trưởng dòng 22.000 tỷ đồng tương ứng tăng 16% so với năm 2021, tín dụng tăng trưởng tối đa 17%, tương đương tăng trưởng dòng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021 lợi nhuận trước thuế đạt 4.866,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%. Năm 2022, Sibank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện thông qua các hoạt động, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên của Sibank năm 2022, ESOP 2022 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, Sibank dự kiến phát hành 321 triệu 100 nghìn cổ phiếu phổ thông mạnh giá 10 000 đồng cổ phần, trong đó 211 triệu 400 nghìn cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 12,7% để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109 triệu 700 nghìn cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 6,6% cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vấn chủ sở hữu. Nếu phương án này được thông qua thì mỗi cổ đông Sibank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 20%. Với phương án phát hành ESOP 2022, Sibank dự kiến phát hành 59 triệu 400 nghìn cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Nhà băng này còn dự kiến trả bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài 228 triệu 700 nghìn cổ phiếu.